Hello, come back to my channel. Start again, go. Sit in here. Cánh cổng đây thì đóng rồi. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm một chiếc máy ảnh camera. Và trong nơi này thì có sit in here. Let's go. Sit in here for you.
Khi Sylvia phát hiện các bạn thì các bạn sẽ phi chiếc máy bay này. Lúc đó thì ông ta sẽ lè ra chiếc máy bay. Và trong cái game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả là 3 ngôi nhà. Trong mỗi ngôi nhà thì có một câu hỏi và các bạn sẽ phải trả lời từ câu hỏi trong từng ngôi nhà đó. Các bạn sẽ phải đi đến tìm những con đường để tìm bằng một ngôi nhà. Vì trong đây như là một mê cung. Khi trả lời đủ 3 câu hỏi trong từng ngôi nhà, trong 3 ngôi nhà một, thì lúc đó các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng và hoàn thành được chapter 1 của tựa này. Cứ đi và tìm kiếm con đường để đi vào ngôi nhà. Ok. Và chỉ còn một ngôi nhà nữa thôi và các bạn sẽ đến gần đến đích để hoàn thành được chapter 1 của tựa con này đó. Cứ như thế và các bạn sẽ tìm kiếm nhau. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 3. Đây là vị trí nữa, ok. Let's go. Level 10. 10. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 4.
tiếp tục đi tìm những món đồ, sau đó thì sẽ ghép vào và thoát khỏi Silent Hill. Ông ta khá là kinh dị. Ok, và đã thành công. Sau đó thì các bạn có thể sang chapter 2, chapter 3. Rồi, let's go. Và tự nhiên thương lắm. Friends or friend. Wow, ông ta đang ở đây. Xin đến kia. Đi nào đây. Phiên do Hamas. Bạn sẽ dùng chiếc búa này để cứu anh chàng này ra ngoài. Và sau đó thì sẽ cùng anh chàng thoát khỏi ngôi nhà đây. Các bạn sẽ phải kiếm một chiếc chìa khóa để tẩu thoát khỏi ngôi nhà của Sinia. Ok. Ok, so let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 6. Forest Mother, Sinia, Survival. Và tựa game này thì nói về những người dân. Ở đây thì họ săn bắn rồi chặt phá rừng, gây rất thiệt hại cho môi trường thiên nhiên. Sau đó thì có 3 thần cây tạo ra một anh Sirenia. Và các bạn sẽ đóng vai là Sirenia để tiêu diệt và phá hủy những nơi mà con người đã săn bắn động vật hay cũng như là săn bắt rừng, chém rừng, phá hoại thiên nhiên, cho nên các bạn sẽ phải tiêu diệt. Và xin hia đã tạo ra. Let's go. Ok.
nhặt những cái này càng ngày thì các bạn sẽ càng lớn lên và khỏe lên. Mình càng lớn lên rồi. Tiếp tục tiến sâu vào trong hang ổ. Lấy cầu. Đó, và cứ như thế các bạn sẽ đi tiêu diệt những hang ổ trong này. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo.
giờ mới được một bức ảnh. Nếu các bạn chụp xa thì cũng sẽ không được, bắt buộc các bạn sẽ phải chụp gần. Khi đủ 5 bức ảnh thì lúc đó các bạn sẽ hoàn thành được cái này. Đây như kiểu là một mê cung. Đây rồi, chặt con thứ hai. Vẫn chưa được. Oh my god, bị bắt rồi. Không phải. Mình cứ tưởng khi nó nào đến là nó bắt mình, nhưng ai ngờ không bị gì. Đó, và các bạn sẽ phải đi xong xung quanh mê cung tìm kiếm những con ma. Bóng ma. Ba trên năm rồi, tiếp tục. Vậy con này là le các bạn thật. Chắc con này là phải chạy thôi. Đó, cứ như thế và các bạn sẽ tiếp tục tìm kiếm hai con mạng lại và hoàn thành được tựa cái này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. SCB Sirenia 67S9. Đập vào đây. Prison. Ở đây có một tổ quạ, chim quạ bay lơ lửng trên cao. Tiến vào trong xem như thế nào. Ở đây các bạn sẽ phải vào từng trong này và tìm kiếm từng món đồ để lắp vào chiếc xe. Khi đó thì các bạn sẽ thoát khỏi Sirenia, bám đuổi đây. Cái này khi cầm hai tay thì các bạn sẽ không xoay được chiếc đèn. Tiếp đến các bạn sẽ đi tìm kiếm tiếp. Tìm kiếm tiếp món đồ tiếp theo. Sau đó thì lại về xe và đập vào. Khi đủ những món đồ, các bạn sẽ thoát khỏi nơi này. Thoát khỏi xin hiểu. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.